chiếc khiên của Captain America trong MCU mạnh tới mức nào? Được làm từ một trong những kim loại vững chắc nhất vũ trụ, chiếc khiên này là một dạng phòng ngự tuyệt đối, không một loại súng đạn hay vật chất trái đất nào có thể gây tổn hại tới chiếc khiên. Chưa hết, nó còn có thể hấp thụ mọi loại động lực, giúp đội trưởng Mỹ sống sót sau những pha lao mình từ độ cao khủng khiếp. Trong một số trường hợp, nó còn có thể phản đòn. Đội trưởng Mỹ từng sử dụng chiếc khiên như một tấm gương để đánh bật những nguồn năng lượng cực mạnh như tia sét của thần sấm hay súng thần công của người sắt. Dù mang nhiều đặc tính phòng thủ, nhưng khi cần thì chiếc khiên hoàn toàn có thể tấn công. Steve Rogers từng ném khiên như một cái phi tiêu lớn để hạ gục đối thủ tầm xa. Trong Avengers phần 2, đội trưởng Mỹ từng được trang bị một bộ nam châm ở cánh tay giúp anh có thể điều khiển tấm khiên như một chiếc boomerang. Tấm kim loại này càng nguy hiểm hơn khi nó có thể bật nảy khi va chạm với vật cứng, gia tăng phạm vi sát thương. Tưởng thủ mà tưởng công thì lại là thủ, đây chắc chắn là một trong những món vũ khí linh hoạt và có độ ứng dụng cao nhất trong vũ trụ Marvel.